Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha. Thì cái video này đây Đại có mấy con sới nè mọi người. Mấy cái dàn sới nè, với một cái hai dàn sới với một cái dàn dàn đánh rảnh đường nước nha. Đó. Rồi thì đây này, cái này thì hai cái, một cái đẹp một cái xấu nha. Thì với một cái nó xấu thì không xấu, không có xấu, nói chung hoạt động bình thường thôi. Thì nó xấu đâu thì tí Đại quay cho mọi người xem. Rồi. Dưới đây có một cái dàn đánh rảnh thoát đường nước nè mọi người. Đó, tùm lớn hết nha. Nè. Rất là đẹp luôn nha. Con này tuyệt vời luôn. Đây. Nè mọi người xem nè. Đó, máng rảnh này kia là máng rảnh này. Máng rảnh đi nóc nha. Máng rảnh đi nóc ha. Nè. Thì nó đóng phèn nè. Máng đi nóc có mấy đóng phèn gì nè. Đó, còn nguyên zin nha. Mọi người xem nè. Còn lăn nè, còn lăn nè. Nè. Bánh xe là còn lăn bình thường nha mọi người. Tại vì cái này nó quay mấy vòng nó mới được một vòng nè. Đó, đó nó quay nè, thấy không? Thế máy thì nó quay gì mới đúng nè. Đó. Thế máy nè, mọi người xem ốc nè. Ốc còn 7 màu hết nha. Đó. Nè. Quay ra như gì nè mọi người, quay mấy vòng á. Mấy vòng, tại vì nó tua chậm mà. Đó thì nói chung là hoạt động tốt hết nha. Nè. Đây. Cái sườn này thì giá là 500 nha mọi người, thì 500 và đã không có bao ship nha. Đó thì mấy cái này thì để bán là gọi là cái giá mà cái giá xe nó sát lẹm rồi, thì kiếm tiền cà phê thôi. Đó, chủ yếu là lấy về chia cho mọi người xài nha, chứ cái giá thật chắc nó những cái lúc mà vô cao điểm giá nó cao lắm chứ không phải gì đâu mọi người. Nè mọi người thêm nè, chân dựng nè, nè chân trống chân chổi nè, nè ươm hết trơn nè, mọi người thấy không nè. Đó, rồi cái dàn này thì 500 nha. Dàn nè, đạt đường nước. Rồi, thì đây đã có cái dàn sới mini nè. Thì dàn này của Ruby này là của thằng TL33 nha. Nè, thì ở đây nè mọi người. Thì tới giờ đã mới biết luôn á. Nói gì nó còn là cái cục sắt nè. Cái cục sắt để dằn xuống cho nặng nè. Mà nguyên zin của nó nha, nó nặng lắm nha mọi người. Cái này đâu cũng 7-8 kg, 10 kg gì hay sao á. Nói chung là nặng lắm, nói chung nó nặng đó. Thì đây nó có bị thường nó để ngoài bãi mà mưa rồi nè mọi người, nè nước mưa vô nó bị oxy hóa nó xét nha, nhưng mà nè còn nhông bọng này kia còn lăn im hết ha. Đó thì vàng nó xấu ở đâu thì nó xấu chỗ này nè, mấy anh Nhật bồ phép chế gì nè mọi người, nè, mọi người thấy chưa, mấy anh Nhật nè hàng gì tè le đắt lét chân. Đó, dưới đây thì nó bị cong nè. Đó, mọi người về uống lại ha. Đó, hôm nay còn hoạt động tốt nè. Chỗ này nó hay một cái, nó có tăng đưa nè mọi người. Nè, tăng đưa bánh xe, tăng đưa vô ra đây được, vô ra được ha. Đó, cái vàng nè. Đó, con này nó xài nhiều nha, nói chung con này xài nhiều rồi. Đó, thì nói chung là nhông bọng này kia là còn lăn êm hết, không có bị cứng, bị xào hay bị tuôn gì hết ha. Đó, nè, chỗ này nó xài con ốc luôn nè, ốc tăng đưa luôn. Đó. Thấy chưa? Rồi thì cái vàng này, cái vàng này đã bán cho mọi người 500 nha. Đó, cái vàng này là 500 và cộng phí ship nha, đã không có bao ship cho mọi người. Nhưng bình thường mà những cái giá này mà nếu mọi người mua ấy chắc tại nghĩ không có đâu. Đó, nói chung là nhông này nè, mọi người nghe nè, đạn nó không có bị cứng bị xào luôn nha, nó sét vậy thôi. Nhưng mà đạn của nó là còn ok hết nha. Nè, còn cứng ngắt nha mọi người. Đó. Rồi 500 ha mà cộng phí ship nha. Rồi sau đây thì cái con này con đẹp nè. Đây con này nói chung là nó còn nguyên zin, nó chưa có bể vỏ gì hết nè. Đó. Tay ga, dây ga là còn luôn ha. Công tắc còn luôn nè. Này. Này. Đó. Cái này nó thì thường những con này nó hay bị nước mưa vô nè mọi người, nhưng mà nè. Nói chung là nó không có xào ha, nó không có cứng gì hết, lăn là im hết. Đó, thì bao luôn cho mọi người á. Thì con này nó cũng hơi gan con kia thôi nè, nó cũng có tăng này kia này nè. Mà thấy chưa, tăng ga vô sâu cạn vậy đó, nói chung mình lại không có xài thì cũng không gành nha. Đây hai bánh xe nè, rồi dặn này siết lại cho nó, cái này là siết lại nó cứng nó không xây luôn nha mọi người, nó chết luôn không xây luôn nha. Đó rồi, đó còn có cục luôn nè, còn cái cục đục đe, cục đe dằn của nó luôn nè. Đó đây mọi người thấy chưa, cái con sới này nè, còn ốc tán nè, còn 7 màu hết nha.
này không biết nó có chạy gì ta, chưa thấy quắn gì hết mọi người nè, mọi người xem nè, ở trong đang thùi hết nè, bảy màu hết đó, rửa là đẹp lắm nha, nè mọi người thấy chưa, đây em dậy nè. Đây lên cho mọi người xem nha. Nè mọi người thấy không? Đó, nguyên zin luôn nha. Ô còn chữ nhật luôn nè. Đó. Ốc nè, bảy màu hết ha. Rồi thì cái vàng này nó hơi cao tí nha mọi người, thì mọi người biết thì lúc nào đã lấy được thì lại cũng để giá thì cũng là 700 không, nhưng mà cái vàng này hôm nay thì cái vàng nó 800 nha mọi người. Đó, cái vàng này 800.000 và cộng phí ship nha. Thì cái vàng này nó hiếm lắm chứ không phải có hoài đâu nha mọi người. Đó, mà nói chung mình đang có xài là không gành, nhưng mà có mấy anh điện này hỏi kiếm mà cái loại như vậy lưỡi nhỏ gì nè cho nhẹ máy hơi sâu, nói chung lại không có gành máy nha. Đó rồi này nè, rồi 800 ha. Rồi thì thôi Đại kết thúc video đây nha, chào mọi người ha, ai mua thì liên hệ Đại nha.